Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh Ichimoku Club và quay trở lại với video của em Huyền sau phiên anh chị nhé. Thì trong cái video này em Huyền sẽ cùng quý anh chị mình em sẽ phân tích nhận định cho anh chị về thị trường chung này. Hiện tại thì thị trường của chúng ta nó đang có những cái chuyển biến dao động khá tích cực khi mà tuần trước nó đã vượt được cái vùng kháng cự ngắn hạn khá cứng, vùng kháng cự tâm lý ở vùng giá 1137. Thì hiện tại thị trường đang dao động trong biên độ hẹp quanh vùng giá 1150 đến 1160. Và ngày hôm nay thì đã có những lúc vượt được vùng 1160. Tuy nhiên chúng ta cần phải biết trong đoạn này ấy, thì thị trường đang có những cái vùng tâm lý, đó là hưng phấn anh chị ha. Chỉ số tâm lý thì đang báo là ở vùng hưng phấn cao rồi, và đặc biệt là giai đoạn này chúng ta thấy là VN30 đúng không ạ, VN30 đang được dùng để kéo chỉ số cũng như là giữ chỉ số cho thị trường. Tuy nhiên nhóm VN30 chúng ta thấy đây, một vài đối với nhóm VN30 ấy, thì chúng ta thấy là cũng đang tiềm cận cái kháng cự trong ngắn hạn, nên là sắp tới đây thị trường sẽ có những sự rung lắc điều chỉnh, và có khả năng là một vài phiên tiếp theo thị trường vẫn sẽ dập dìu ở quanh những cái vùng trong cái biên độ có thể là nhún xuống 1144, 1145 cho đến biên trên là 1160, hoặc có thể vượt lên một chút xíu 1165. Tuy nhiên trong đoạn này thì chúng ta hãy hạn chế cái việc FOMO mua đuổi anh chị nhá. Đối với giai đoạn này thì em đánh giá là đây là thị trường vẫn đang ở cái chân sóng thôi, chứ không phải là thị trường đã ở vùng cao để mà chúng ta bán hết, để nghỉ Tết đâu. Nên trong đoạn này nếu chúng ta có những cái mã cổ phiếu để mà chúng ta đánh về mặt chung và dài hạn, thì anh chị mình vẫn nên cầm tiếp cổ phiếu. Còn nếu anh chị đánh ngắn hạn ha, thì chúng ta cứ giao dịch theo cái chiến lược, đó là mua ở biên dưới và bán ở biên trên anh chị nhá. Thì ngày hôm nay có những cái sự hưng phấn kéo lên ngay từ đầu phiên luôn. Chúng ta thấy là có những cái mã cổ phiếu mà trong thời gian vừa qua em Huyền đã nói rất nhiều cho anh chị, là anh chị hãy hạn chế đu vào giá xanh những cái mã cổ phiếu nhóm banh, đúng không? Trong ngày hôm nay chúng ta thấy là banh đang có sự điều chỉnh, bởi vì banh rất nhiều mã cổ phiếu kéo mạnh lên và đang ở vùng hưng phấn và gặp những cái cản cứng trong ngắn hạn thì nó sẽ bị điều chỉnh. Và dòng tiền giai đoạn vừa rồi nó tìm đến nhóm VN30, nhóm cổ phiếu ngân hàng có vốn hóa lớn để giữ chỉ số chung. Nhưng hiện tại VN30 cũng đang báo quá hưng phấn rồi anh chị ơi. Mà ở cái anh chị thấy là BC Index ha, thì đã báo là đến 100 rồi. Quá hưng phấn, và nó có thể kéo lên loanh quanh 1170, 1180 nữa. Nhưng kéo lên đây thì sẽ lại bị rung lắc điều chỉnh xuống. Vì vậy đối với nhóm VN30 hay là các mã cổ phiếu vốn hóa lớn ngân hàng, thì chúng ta cần phải chú ý cái việc đó là hạn chế mua đuổi. Và nếu mà mình đã có những cái mã cổ phiếu này thì mình nên xem xét cơ cấu bớt một phần nào đó để tối ưu được cái lợi nhuận và để có được dòng tiền mua trở lại ở những cái vùng biên dưới. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta thấy như các mã cổ phiếu TP Bank cũng đang bị điều chỉnh khá mạnh anh chị ha, hay là ACB. Đấy, anh chị thấy là khi mà nó neo cao như thế này đấy, và đặc biệt là chỉ số hưng phấn nó cao như vậy, nó sẽ có những sự rung lắc đấy, nên là hãy hạn chế cho em cái việc mua đuổi ha. Tuy nhiên trong đoạn này đối với em thì em vẫn đánh giá VN-Index nó vẫn đang ở cái vùng chân sóng thôi, và chúng ta vẫn kỳ vọng về một thị trường chứng khoán trong năm 2024 sẽ tích cực bùng nổ và có thể lên đến 1205, thậm chí vượt 1205, thậm chí có thể vượt được 1205 để lên lại cái vùng định cũ 11250 trên này. Đấy, và chúng ta thấy là trong giai đoạn này ha, thì đối với thị trường chứng khoán nó không có một cái thông tin gì gọi là tiêu cực này, và nó vẫn có những cái điều kiện khá tốt để giúp cho thị trường chứng khoán bùng nổ. Chúng ta thấy là đây, chúng ta thấy là chính sách tiền tệ này thì khá là nới lỏng trong giai đoạn này rồi. Rồi lãi suất cho vay huy động ở mức thấp và còn thấp hơn cả cái giai đoạn Covid nữa. Thì chúng ta thấy là trong giai đoạn Covid khi mà lãi suất thấp ấy, thì thị trường chứng khoán rất tích cực đúng không ạ? Thì trong giai đoạn này mặc dù là lãi suất thấp nhưng mà thị trường nó vẫn đang ở chân sóng. Bởi vì sao? Bởi vì các doanh nghiệp, chúng ta cần phải chờ đợi thêm các doanh nghiệp có sự phục hồi anh chị nha. Đấy, thì trong năm 2024 này chúng ta kỳ vọng về cái sự phục hồi của các doanh nghiệp. Và nếu phục hồi tốt của các doanh nghiệp, chúng ta thấy là về cái dự báo tăng trưởng lợi nhuận theo ngành này, thì bán lẻ, vật liệu xây dựng, điện, ngân hàng, đấy, đa số các nhóm ngành đều đang có những cái dự báo tăng trưởng lợi nhuận khá là tích cực.
Vậy thì chúng ta cùng chờ đợi về cái năm 2024 và vẫn đang kỳ vọng đó là thị trường nó vẫn đang ở trên sóng và dòng tiền thì nó đổ vô VN30. Đó. Sau đó nó dịch chuyển sang những cái mã cổ phiếu mid cap, small cap thì thị trường còn bùng nổ hơn nữa anh chị nhá. Nên trong dạng này thì em đánh giá là anh chị vẫn giao dịch theo cái chiến lược đó là tăng thì bán, giảm thì mua, và vẫn nên có một phần hàng trong danh mục tài khoản, không nên cơ cấu hết trong dạng này. À, không nên bán sạch, clear sạch cái danh mục tài khoản trong dạng này. Bởi vì nếu mà thị trường ấy, mặc dù chúng ta thấy là thị trường đang ở vùng hưng phấn ha, nhưng ấy, và cũng đang ở một cái vùng cản ngắn hạn. Nhưng mà về dư địa tăng, về ngắn này, trung này, dài hạn này, dư địa tăng của nó vẫn còn rất nhiều anh chị ha. Nên là nếu nó có điều chỉnh ấy, và đặc biệt là chúng ta thấy là trong dạng này thì cũng gần đến đến Tết âm lịch rồi, đúng không? Và đối với cái kỳ nghỉ Tết dài ấy, thì cũng sẽ không có một cái biến động quá mạnh đâu. Thì em đánh giá là thị trường nếu có điều chỉnh thì nó cũng sẽ điều chỉnh dập dìu xuống những cái vùng hỗ trợ bên dưới này thôi. À, thì chúng ta thấy là trong giai đoạn này đối với thị trường ấy thì nó vẫn đang có những cái vùng hỗ trợ khá cứng này. Thị trường thì có thể là nó sẽ dao động giao dịch trong cái biên độ hẹp một vài phiên nữa quanh những cái vùng giá 1150 và có thể kéo lên 1160. À, hôm nay thì có những cái nhịp này kéo lên được quanh cái vùng giá 1162, vẫn có thể kéo lên được 1162, 1165. Sau đó lung lắc điều chỉnh thì nó sẽ điều chỉnh về quanh cái vùng giá 1145. Tuy nhiên đối với cái vùng giá 1147, 1145 á, nó điều chỉnh về thì vẫn sẽ là cơ hội cho chúng ta có thể xem xét cover hàng hoặc là mở mua mới một vài mã cổ phiếu trong dạng này anh chị nha. Những cái mã cổ phiếu mà đã tăng nóng rồi ấy thì chúng ta cần phải chờ đợi thêm nó test, nó tích lũy lại đã. Còn những cái mã cổ phiếu mid cap như là nhóm trứng, nhóm đất ấy, ở đất thì có những cái mã cổ phiếu khá hưng phấn rồi. Tuy nhiên đối với nhóm bất động sản chúng ta thấy có những cái mã cổ phiếu như DBG, quanh đây anh chị vẫn có thể xem xét mua một phần được anh chị ha. DBG ở mã cổ phiếu này anh chị vẫn có thể xem xét quanh vùng giá 39.8540, vẫn có thể mua được một phần. Đó. Và chúng ta nhìn về cái target tiếp theo DBG thì nó có thể lên đến cái vùng giá 42, vượt 42 thì nó có thể lên đến những cái vùng giá 40, 45 trên này anh chị nha. Đối với DBG trong giai đoạn vừa rồi thì rất nhiều phiên ha, trong tuần trước em có chia sẻ cho anh chị là không nên đu vào vào nhóm banh khi mà dòng tiền nó đã tìm đến banh quá nhiều rồi, và đặc biệt là đang có sự hưng phấn cao, thì chúng ta nên tìm đến những cái mã cổ phiếu mà nó chưa có dòng tiền tìm đến, nó đang tích lũy chặt. Thì chúng ta thấy vừa rồi những cái mã cổ phiếu nhóm chứng khoán đúng không? Đó, chứng khoán và đất và bất động sản nó tích lũy khá là đẹp đấy. Đấy thì những cái nhóm ngành này em vẫn đánh giá khá cao anh chị ha. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta thấy như DXG vẫn đang rất là tích cực này. Đối với DXG trong đoạn này nếu anh chị có hàng anh chị có thể xem xét cơ cấu bớt một phần ha, khoảng 30 đến 50%. Đấy, chúng ta có thể cơ cấu loanh quanh vùng 20 đến vùng giá 23 một phần nào đó, bởi vì nó sẽ là cái ngắn hạn và đặc biệt là nó đang có những cái vùng khách sạn mở ra trong tuần, đang có những cái vùng khách sạn này thì có thể nó sẽ lại bị retest và chúng ta cần có những cái điểm chặn lái nữa anh chị nha, để mà bảo toàn lãi trong đoạn này đấy. DXG này tuy nhiên vùng giá này không phải là vùng giá cho chúng ta mua đuổi anh chị nha. Nếu DXG nó có test lại thì quanh vùng giá 10 19 đến vùng giá 19 45 anh chị có thể xem xét mua một phần. Còn khi nó kéo cao lên như này ấy thì chúng ta không nên mua đuổi nữa anh chị nhá. Hay là các mã cổ phiếu như DIG. Ngày hôm nay nếu anh chị nào mà mình FOMO theo thì có phải là về cuối phiên đã bị rủi ro rồi đúng không? Đối với DIG ấy thì dư địa tăng nó vẫn còn anh chị nhá. Hai kiếm này, hai kiếm trong khung daily này vẫn đang khá là mạnh. Tuy nhiên vài phiên nữa thì nó sẽ có xuất hiện cái khách sạn à, thì nó vẫn sẽ có những cái nhịp retest lại. Đấy, thì nếu chúng ta mua thì chúng ta mua những cái nhịp điều chỉnh. Còn khi mà cái mã cổ phiếu này đang hưng phấn thì chúng ta có thể cơ cấu ra bớt một phần. À, còn nếu anh chị đánh về chung và dài hạn ấy và cái vị thế mình nó tốt thì anh chị mình vẫn có thể tiếp tục nắm giữ thêm và có thể cover nhặt nhạnh thêm hàng, gom thêm hàng ở những cái nhịp rung lắc anh chị nhá. Ok, nhóm tiếp theo là nhóm trứng này thì chúng ta thấy SSI ngày hôm nay rất tích cực khi mà có những cái lúc nó kéo lên hẳn vùng giá 34, 34.4, 34.5 đúng không ạ? Thì nếu anh chị nào có hàng thì có thể cơ cấu ngày hôm nay 1/2. Còn không vẫn tiếp tục nắm giữ được.
dư địa tăng của nó vẫn còn rất nhiều anh chị nha, đối với SSI đấy. Còn nếu mà chúng ta muốn mua thì SSI ít nhất nó phải rung rũ về quanh quanh vùng giá 33 anh chị nha, thì mới có điểm cho anh chị mua. Còn giai đoạn này nếu mà mình đu giá xanh như này ấy, thì rất là rủi ro đấy. Đối với SSI này hay các mã cổ phiếu như VND thì cũng đang tích lũy lại thôi, VND tích lũy vài phiên nữa anh chị có thể gom được quanh vùng này ha. Nó vượt được cái vùng giá 22 chấm, nó đang có cản ngắn nhá, quanh vùng giá 223, 226. Nếu có hàng thì mình nên lưu ý cái vùng cản đấy. Vượt hẳn vùng giá 226 thôi thì con VND này nó sẽ tích cực trong cả trung hạn. Ok, rồi cái mã cổ phiếu như VCI, ngày hôm nay anh chị thấy là VCI đã báo cho anh chị mua từ những cái vùng giá 42. À, loanh quanh vùng giá 41, 6, 42 là đã báo cho anh chị mua rồi. Và mã cổ phiếu này hiện tại nó cũng đang tích lũy thôi, vẫn giữ được. Nếu anh chị muốn bán thì có thể xem xét vùng giá 40, 44, 45, có thể cơ cấu bớt một phần đối với VCI anh chị nhé. Ok, còn đối với cái mã cổ phiếu như HTM, giai đoạn vừa rồi có những anh chị vẫn đu xanh theo. Nhưng em bán là những cái mã cổ phiếu mà nó đã tăng quá nóng như này ấy, thì hãy hạn chế. Bởi vì chúng ta nhìn về chart đồ thị trong cả khung daily, khung tuần, nó đều ở vùng giá neo cao. Và đặc biệt là vùng hỗ trợ của nó khá xa. Nên nếu anh chị mua ở vùng giá này, rủi ro của anh chị rất cao và điểm cắt lỗ của anh chị nó xa anh chị nhá. Nên những cái mã cổ phiếu tăng nóng thì mình cứ hạn chế thôi. Còn những cái mã cổ phiếu đang tích lũy tốt thì chúng ta vẫn có thể xem xét. Hay là kể cả mã cổ phiếu mà anh chị rất thích như là Novaland đi. Ngày hôm nay này, nó đã vượt được cái vùng giá 17.2. Nó cũng cho anh chị một cái điểm anh chị mình có thể xem xét tham gia được một phần bắt test quanh đây. Bởi vì nó giữ được trên vùng giá vùng 172 và một cái vùng hỗ trợ trong cả khung D và khung tuần anh chị nha, trong cả cái khung daily và khung tuần đấy, thì chúng ta có thể mua một nhịp quanh đây, kéo lên quanh vùng giá 18, 19 mình có thể cơ cấu. Còn trong trường hợp nó mất đi cái vùng giá 17 thì mình có thể cơ cấu và mình có thể ra hàng, đúng không? Còn nếu anh chị có hàng ấy thì hôm nay có những anh chị đã nhắn cho em là Novaland thì mua ở vùng giá nào, đúng không? Bán ở vùng giá nào thì em có báo là nếu hôm nay nó vượt được vùng giá 17.2 thì cho cái điểm chặn lãi ở 17.2 luôn và tiếp tục nắm giữ lên vùng giá 10, 18 đến 19 được. Ok, đối với Novaland này. Hay là nhóm đầu tư công thì chúng ta thấy VCG vẫn khá tích cực anh chị nha. VCG vẫn khá tích cực. Nếu VCG nó test lại quanh vùng giá 24.4 ở đây, chúng ta sẽ có điểm mua đối với VCG. Ok này. Còn đối với mã cổ phiếu FCN ấy, FCN thì con này nó đang có cản ngay cái vùng giá 15.3 thì chúng ta nên đợi, một là nó test lại dưới biên dưới này quanh vùng giá 14.4, 14.5, hai là nó vượt hẳn vùng giá 15.3 sẽ cho anh chị điểm mua anh chị nhá đối với FCN. Còn những cái mã cổ phiếu mà nó đã tăng khá nóng trong nhóm ngân hàng ấy, chị cũng đã thấy như Vietcombank thì anh chị thấy là đang chạm cản rồi, cản rất cứng ở vùng giá 86.9, nó vẫn có thể vượt 86.9. Sau đó nó lại retest lại và mất. Nên là trong giai đoạn này thì chúng ta cần phải lưu ý những cái mã cổ phiếu đã tăng nóng thì nên xem xét cơ cấu ra bớt một phần như Vietcom, rồi các mã cổ phiếu như ACB. Anh chị thấy là ACB từ cái vùng hỗ trợ dưới này này, 227 này, 23 này, mà bây giờ nó kéo lên đến cái vùng giá 25 rồi. Nó đang ở vùng hưng phấn cao rồi. Nó có thể điều chỉnh thêm về tận vùng giá 24.4, thậm chí 24. Nên cần phải lưu ý nhé. Đối với mã cổ phiếu ACB này anh chị nha. Nên trong đoạn này những cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn, những cái mã cổ phiếu nhóm VN30, đặc biệt là VN30 đang ở vùng hưng phấn rất cao, cảnh báo cho anh chị như vậy. Nên hãy hạn chế mua nhóm cổ phiếu VN30 này cho em Huyền. Còn nếu anh chị mình có hàng thì nên xem xét cơ cấu ra bớt một phần hàng để tối ưu hóa lợi nhuận anh chị nhé. Ok, thì bên cái phần khung chat ấy, em Huyền có để lại thông tin của em này, gồm Zalo, rồi số điện thoại và cái room mở. Nếu anh chị nào mình chưa đăng ký vào room thì mình đăng ký vào anh chị nha. Trong cái room này thì em hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho anh chị, trực tiếp trong phiên mình cần tư vấn hỗ trợ gì chat ngay trong room, em Huyền sẽ tư vấn hỗ trợ cho anh chị. Anh chị đang có hàng cần cơ cấu, anh chị đang có tiền cần mua và đang chú ý cái mã cổ phiếu nào, cứ chat trong room em Huyền sẽ hỗ trợ cho anh chị. Tuy nhiên đối với anh chị nào mình chưa có người hỗ trợ đồng hành cùng mình trên chặng đường đầu tư, tại vì ấy mình giao dịch ở bất kỳ công ty chứng khoán nào cũng mất phí như nhau cả anh chị, nhưng mà mình có thêm người đồng hành hỗ trợ thì mình sẽ có thêm những cái chiến lược đầu tư phù hợp và đặc biệt là mình sẽ có những cái tín hiệu chất lượng tham gia. Thì trong giai đoạn này vẫn có những cái mã cổ phiếu đã đem lại lợi nhuận cho room khuyến nghị của em Huyền như KBC, VHM đấy, rồi các mã cổ phiếu
Như SSI, VCI. Đấy, nên là nếu anh chị mình chưa có người hỗ trợ đồng hành để có những cái tín hiệu đẹp tham gia và để kiếm được lợi nhuận bền vững thì liên hệ ngay với em nhé. Chỉ cần có tài khoản tại công ty chứng khoán VBF thôi. Nếu chưa có tài khoản thì mở mới theo cái đường link em để bên phần khung chat. Còn nếu có tài khoản thì chỉ cần chuyển ID. Anh chị chưa biết thao tác thủ tục chuyển, liên hệ ngay với em. Và nếu mà vì cái lý do nào đó mà anh chị không thể chuyển về được thì em vẫn có cái hình thức thu phí. Anh chị quan tâm thì liên hệ ngay với em Huyền nhé. Ok, em Huyền xin được kết thúc cái video ở đây. Chúc cho quý anh chị mình một buổi chiều vui vẻ, an lành bên gia đình và người thân. Và chúc cho quý anh chị sẽ kiếm được lợi nhuận bền vững cũng như là sẽ có chiến lược giao dịch thật phù hợp hiệu quả nhé. Cảm ơn quý chị vì đã theo dõi video. Đừng quên để lại cho em một nút like, một đăng ký kênh và thả những trái tim màu tím ở phần comment ạ. Cảm ơn quý chị mình rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.